Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm tổng nè, hiệu nè, tích nè, thương nè của 37,5 được chưa, và 2,5. Đây được gọi là số thập phân. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số thập phân cho các bạn hiểu trước. Ví dụ cái đề luôn nha các bạn, 37,5. Thì cái phần trước dấu phẩy này người ta gọi là phần nguyên ở chưa ạ? Ở sau dấu phẩy này người ta gọi là phần thập phân ở chưa ạ? Dấu phẩy này nó thể hiện đó là số thập phân. Trước dấu phẩy người ta gọi là phần nguyên, sau dấu phẩy người ta gọi là phần thập phân. Hình dung chưa ạ? Rồi bây giờ mình sẽ tìm tổng của 37,5 và 2,5. Khi để cộng hay trừ hay là chia hay là thương thì các bạn phải nhớ để giúp mình. Thứ nhất đó là dấu phẩy, để dấu phẩy giúp mình. Mình viết số trước 37,5. Tiếp ở dưới là 2,5 thì các bạn để ý nè, dấu phẩy người ta nằm đây, cái tương tự 2,5 này cũng dấu phẩy nằm đây. Vậy là đây là 2,5. Ok chưa? Các bạn phải để dấu phẩy nó trùng với dấu phẩy nè. Được chưa? Rồi, ở đây thì các bạn chỉ cần cộng 5 cộng 5 bằng 10, ghi 0 nhớ 1. Rồi, phẩy. Ok chưa? Ta dấu phẩy, phẩy 2 cộng 7 cộng 2 bằng 9 nhớ 1 nữa là 10, ghi 0 nhớ 1. 3 cộng 0 bằng 3 nhớ 1 nữa bằng 4. Ok chưa? Vậy kết quả của 37,5 cộng cho 2,5 bằng 40,0. Thì sao dấu phẩy mà thấy toàn là số 0 không? Thì các bạn bỏ luôn, vậy là sẽ bằng 40. Ok chưa? Tương tự phép trừ, 37,5 trừ cho 2,5. Rồi, các bạn làm tương tự, 5 trừ 5 bằng 0, phẩy, 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 7 trừ 2 được 5, 3 trừ 0 được 3. Đấy chứ? Vậy là 37,5 trừ 2,5 bằng 35,0. Sao dấu phẩy toàn là số 0 các bạn bỏ luôn, vậy là ra 35. Ok chưa? Tương tự phép nhân thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, nhưng có khác ở chỗ là các bạn mình làm chậm trước 37,5 nhân cho 2,5. Rồi, tương tự giống như nhân số tự nhiên thôi, 5 x 5 bằng 25, ghi 5 nhớ 2. 5 x 7 35 nhớ 2 nữa là 37, ghi 7 nhớ 3. 5 x 3 là 15 nhớ 2 nhớ 3 nữa là 18, ghi 8 nhớ 1, hạ 1 luôn. Tiếp tục 2 x 5, các bạn đục vô một hàng nha các bạn. 2 x 5 bằng 10, ghi 0 nhớ 1. 2 x 7 14 nhớ 1 15, ghi 5 nhớ 1. 2 x 3 bằng 6 nhớ 1 đưa bằng 7, và các bạn cộng lại 5 7 3 9. Rồi các bạn đếm dấu phẩy nè, 1 sau dấu phẩy bao nhiêu số các bạn đếm, 1 2 nè, sau dấu phẩy của số 37,5 là một số nè, sau dấu phẩy của 2,5 là một số nữa nè, 1 2 các bạn đếm 1 2 7. Ok chưa? Đó là liên quan về phép nhân. Tiếp theo phép chia cũng vậy, 37,5 chia cho 2,5. Thì các bạn quan sát nè, số đây là số bị chia nè, đây là số chia nè, sau dấu phẩy của số bị chia mấy số ạ? 1. Sau dấu phẩy của số chia mấy số ạ? 1. Rồi các bạn bỏ được chưa, và các bạn chia bình thường. Đây là chia số tự nhiên cho số tự nhiên, được chưa? Còn gặp trường hợp 37,5 2 mà chia cho 2,5 thì bạn đếm nè, 1 2 đây, được chưa? 1 2 bỏ dấu
có 2 thì các bạn thêm số 0 rồi các bạn bỏ vô phẩy. Và tương tự các bạn chia như số tự nhiên. Được chưa? Thì để cái này chia lẻ thì mình sẽ làm một cái phương pháp đó gọi là nhân cho 4. Mình làm nhân cho 4 cho lẻ nha các bạn. Nhân cho 4 nha. Rồi, 37.5 nhân 4 bằng bao nhiêu đó? Rồi 2.5 nhân cho 4 thì bằng bao nhiêu đó? Tại sao mình nhân cho 4? Thì mình thấy rằng 2.5 nhân cho 4 thì sẽ ra 10. Ra 10. Đúng không ạ? Ra 10 nhưng mà có vô phẩy thì còn ra 1. Vậy các bạn chỉ cần lấy hàng này nhân này ra bao nhiêu ạ? 37.5 nhân cho 4 bằng 4 nhân 5 bằng 20, ghi 0 nhớ 2. 4 nhân 7 28, nhớ 2 nữa là 30, ghi 0 nhớ 3. 4 nhân 3 là 12, nhớ 3 nữa là 10. 15 ghi 5 hạ 1. Rồi, điểm sau một số. Vậy là đúng chưa? Mình kiểm tra lại nha. Rồi, vậy là sẽ ra là 150 chia cho 1. 37.5 chia cho 2.5 chính là 150 chia cho 1 ra 150. Vậy kết quả của nó là 37.5 chia cho 2.5 bằng 150. Ok chưa? Và các bạn tự kiểm tra lại giúp mình nha các bạn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, bạn nào có những cái bài tập nào mà khó hay là bài tập nào khó giải, các bạn cố gắng comment giúp mình. Dường như mình thấy cái chỗ này nó bị sai chỗ nào nè. Mình tính lại nha, mình tính lại chỗ này. Tính lại chỗ này giúp mình. Chỗ này bị sai sao ạ? 4 cái này ra 100 nè các bạn. Cái này đúng rồi. Cái này đúng rồi, chỉ có 2.5 nhân cho 4, 2.5 nhân cho 4 đâu. 4 nhân 5 là 20, ghi 0 nhớ 1, nhớ 2. 8 vậy là 1 gây ra 10 các bạn. Để chia cho 10. Rút còn lại 10, 15. Mình xin lỗi nha các bạn. Mình sai chỗ đó, mình tính lẹ quá mình bị sai. Đó. Thì để làm toán cho chính xác thì bước đầu tiên các bạn làm bình thường, sau đó nhớ giúp mình cái bước kiểm tra lại, chính là cái bước mà các bạn lấy điểm trọn vẹn. Khuyên các bạn một điều, khi các bạn tính toán dù các bạn giỏi hay dở gì đó, khi bạn đã ra kết quả rồi, sau khi làm xong rồi thì mình khuyên các bạn nên kiểm tra lại 3 lần nữa, nhớ tính toán cộng trừ nhân chia cho cẩn thận vào. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Rồi, bye bye.